Sau khi lấy biển số siêu xe Mercedes 650S, Minh Nhựa tổ chức tiệc chiêu đãi, quy tụ hàng loạt đại gia có tiếng đất Sài Gòn. Ngày 25 tháng 11, siêu xe Mercedes 650S Spider màu xanh độc nhất Việt Nam của Minh Nhựa ra biển trắng. Ngày tối cùng ngày, anh này tổ chức tiệc chiêu đãi lớn quy tụ hàng chục đại gia có tiếng ở đất Sài Gòn. Đây không phải là chiếc Mercedes 650S đầu tiên của Minh Nhựa, bởi chiếc đầu tiên màu cam đã bị anh bán đi nhằm thay máu dàn siêu xe trong gara của mình. Sở dĩ Minh Nhựa tậu chiếc xe này là bởi nó cùng màu với chiếc Lamborghini Aventador SP độc nhất Việt Nam. Với giá khoảng 16 tỷ đồng sau thuế, siêu xe này là một trong những mẫu siêu xe rẻ nhất trong bộ sưu tập của thiếu gia ngành nhựa. Chiếc xe đắt nhất của Minh Nhựa là Pagani Huayra trị giá 80 tỷ đồng. Chiếc Rolls-Royce White chính hãng đầu tiên tại Việt Nam trị giá khoảng 1 triệu USD thuộc sở hữu của một đại gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dòng xe được thiếu gia Phan Thành và Cường Đô La yêu thích. Chiếc xe này được đăng ký biển số vào tháng 3, được nhập khẩu bởi đại lý Rolls-Royce Hà Nội. Lamborghini Aventador đầu tiên tại Việt Nam cũng có mặt tại buổi offline này. Xe nguyên bản màu vàng thuộc sở hữu của một thành viên Gia Lai Team. Tuy nhiên gần đây, chủ xe đã dán decal màu trắng mờ lạ mắt. Tại Việt Nam, hiện có khoảng trên 10 chiếc Lamborghini Aventador. Trong đó có một chiếc chính hãng màu trắng bóng, một chiếc Roadster màu trắng mờ và một bản Copper trắng bóng cư trú tại Đà Nẵng. Như vậy, tính cả mẫu xe này, hiện có 4 chiếc Aventador màu trắng tại Việt Nam. Siêu xe Mercedes SLS được nhập khẩu chính hãng, đồng thời là chiếc duy nhất màu đỏ tại Việt Nam. Dòng xe này không được các đại gia yêu thích nên số lượng xe Việt Nam chỉ khoảng 4 chiếc. Mercedes 650S của Minh Nhựa đứng cạnh Mercedes SLS. Minh Nhựa cũng là người đầu tiên sở hữu Mercedes, tạo nên một trào lưu trong giới chơi xe vào đầu năm 2016. Hiện có trên 10 chiếc Mercedes 650S tại Việt Nam, trong đó có cả những phiên bản giới hạn. BMW i8 là mẫu xe giá rẻ nhất trong dàn xe này. Những chiếc xe mới có giá khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng chạy lướt đang được các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh chào giá với khoảng 5 tỷ đồng. Lamborghini Huracan chính hãng màu trắng mới về tay một đại gia Sài Gòn. Mặc dù đại lý Lamborghini chính hãng có trụ sở tại Hà Nội, phần lớn siêu xe chính hãng đều được đại gia Sài Gòn đặt mua. Trước đây, siêu xe này có giá khoảng 13,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau ngày 1 tháng 7, mức giá mới lên gần tới 20 tỷ đồng. Hai mẫu xe được chờ đợi nhất của Minh Nhựa là Lamborghini Aventador SV và Pagani Huayra vẫn chưa ra biển số và đang nằm trong tầng hầm nhà riêng của thiếu gia này tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.